Xin chào người nha, thì hôm nay mình đã chính thức nhận thêm được một tướng miễn phí nữa anh em ơi. Đây, thì đây là tướng S nha anh em. Bộ đôi Kobe và Hembebo. Đây, thì đây là những tướng S mà anh em cần phải nạp tiền vô mới nhận được. Nhưng mà mình chơi mình nhận miễn phí anh em à. Nhận miễn phí thì anh em nhận hơi lâu, mất thời gian tí. Còn anh em muốn nhận liền là anh em phải nạp đấy. Đây, thì mình hiện tại thì bữa giờ mình làm nhiệm vụ hàng ngày á, nhận được mấy đồng xu mình mua mảnh nè. Thì bây giờ mình có bộ đôi Kobe và Hembebo, mình còn hai mảnh nữa là đủ. Mở khó rồi. Đây, thì mình vô mình mua 22 mảnh nữa. Rồi, bây giờ mình vô mình nhận thôi anh em. Đây, thấy chưa? Bộ đôi Kobe và Hembebo. Đây, thượng sĩ Kobe. Kobe. Wow. Đủ hai anh em. Mấy bữa thì được nhận miễn phí bộ ba nhóc siêu quậy Aisabo Luffy ha. Hay ba thanh niên đánh hội đồng, còn hôm nay thì cũng hai đánh một cũng ngon đấy anh em. Ok, cuối cùng mình đã nhận được Kobe và Hembebo rồi. Bây giờ mình sẽ nâng cấp sơ lên rồi mình vô mình tập đánh thử nha anh em. Cái đánh thử tại hôm đó giờ mình chưa đánh này luôn, cũng không biết đánh như thế nào. Đấy, mình nâng cấp sơ lên thôi. Tướng S chủ yếu là để đánh hạng thôi anh em, không phải để đánh boss hay là để đến PvE. Nên chủ yếu là anh em nâng cấp sơ để mở khó vài chiêu để anh em có thể đánh thôi. Đấy. Rồi ok, sau khi cho bộ đôi này ăn xong, để lấy mấy cái thẻ bài, thẻ tím anh em. Lắp thẻ tím thôi, đây coi hệ gì bữa nội. Hệ xanh nha, thanh niên này hệ xanh. Hệ xanh thì anh em lắp hệ xanh vô thôi. Đây, giờ mình lắp sơ vô. Hay mình lấy thẻ cam, mi hắc mình lắp vô nha. Đấy, thẻ thì mình nhiều lắm anh em, tại chơi lâu á. Nói chung thẻ cam mình rất là nhiều luôn. Đây, chủ yếu lắp vô sơ thôi. Để đánh hạng thôi anh em à. Đấy rồi, nâng cấp cường hóa đá lên để mở khó chiêu. Kể thêm cái nữa đi. Đấy, thêm cái nữa. Ồ chà, thiếu đá. Thiếu đá xanh. Ok, anh em nâng cấp cường hóa đá lên này để mở khó phù hiệu luôn nha. Hy hiệu phù hiệu luôn nè. Đấy. Mà này từ từ đánh cũng được. Ok, chủ yếu là mở khó như đấy là đủ chiêu thức rồi. Rồi, vô trải nghiệm trước nha. Trước tiên thì mình vô tập luyện trước nha anh em. Thì mình phải tập luyện trước anh em. Tại tướng này đó giờ mình chơi lần nào đâu, đâu biết chiêu thức như thế nào đâu. Thì trước mắt vô làm quen cái nè. Rồi sau mình sẽ đánh hạng thử nha. Nói chung cái video này là chủ yếu nhận được miễn phí Kobe và Hembebo cho anh em xem. Với lại vô trải nghiệm đánh hạng bộ đôi này cho mọi người xem như thế nào. Đó, đây là đánh thường nha. Wow, thượng sĩ Kobe. Wow. Chủ yếu là dùng tay thôi. Ok, cũng dữ á. Ok, cũng dữ ha. Ok, chiêu thứ nhất nha. Ok, bay tới đá như thế này. Ok, chiêu thường cũng dữ á. Rồi, chiêu thứ hai nha. Chiêu thứ hai là kêu Hembebo ra. Wow, quá đỉnh. Chiêu thứ ba. Hai thanh niên ra cũng đánh hội đồng luôn, giống như mấy cái chiêu của bộ đôi Luffy Aisabo ha, ba nhóc siêu quậy á. Rồi chiêu phụ thứ nhất. Cũng mời ra. Wow, cũng mời kêu Hembebo ra. Rồi mình để coi thử, coi lại cái thuộc chiêu 2 nè anh em. Rồi đổi nè, đổi nhân vật nè. Sử dụng chiêu 2 là anh em có thể đổi qua nhân vật Hembebo nha. Ok, wow, Hembebo này dùng dao thấy hấp dẫn hơn nè. Kobe đánh tay thường thì nó yếu sao ta. Wow, coi nha. Rồi chiêu thứ nhất. Chiêu thứ nhất của Hembebo. Rồi mình sẽ lại đi nè. Đổi qua lại nè, Kobe để mình giới thiệu Kobe xong ra. Ok. Chiêu thứ ba là cũng bay ra đánh đạp như thế này, có Hembebo ra đánh nữa. Ok, chiêu cuối. Lại chiêu cuối nè. Ok, chiêu cuối. Chiêu cuối thì chắc hai thanh niên giống nhau hết. Đủ. Hembebo làm bẻ phóng. Kobe nhảy lên đập. Wow. Hai đứa này yêu nhau hay không vậy ta? Có nhiều giả thuyết là hai nói hai này yêu nhau nha anh em. Không biết như thế nào. Từ. Mình sẽ đổi chiêu phụ của Kobe thử như thế nào. Chiêu phụ. Bay tới đạp như thế này. Đó là chiêu phụ của Kobe, là bay tới đạp như thế này nha mọi người. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu. Nói chung chiêu cũng thể ép nên cũng ít mà. Bây giờ đây,
Cái chiêu thứ hai là anh em có thể đổi qua nhân vật nè. Khi mà anh em bấm chữ 2 thì nó sẽ hiện lên một cái chiêu phụ của thứ hai nữa. Anh em bấm vô là sẽ đổi qua nhân vật. Đây là chiêu đánh thường của Hemebo. Wow, wow, nó dữ. Chiêu thứ nhất, cũng được. Này à, cũng chiêu thứ hai cũng kêu gọi Kobe ra vậy đó. Đấy. Rồi, coi thử chiêu thứ ba giống nha. À, chiêu thứ ba thì khác ha. Chiêu thứ ba thì cũng kêu gọi Kobe qua vậy thôi. Rồi, coi chiêu phụ. Ha ha. Nói chung chiêu phụ cũng giống nhau anh em ơi. Nè, giờ mình đổi qua chiêu này. Ủa. Nè, chiêu phụ nè. À, cũng bay tới đập. Wow, ghê chưa. Đấy. Coi thử chiêu ulti nha. Ulti của Hemobo có khác gì không? Y luôn à. À cũng giống y à. Chiêu ulti á anh em. Nhầm. Chiêu ulti là giống nha. Giống luôn. Đổi qua nhân vật nào nó cũng vậy thôi. Ok. Rồi hiểu rồi, đơn giản anh em ơi. Đơn giản. Ok rồi, thì bây giờ mình sẽ ra đấu hạng thử nha mọi người. Chung chiêu khá đơn giản đó, giờ mới vô đấu hạng như thế nào. Thì anh em cũng biết rồi, tướng S là chủ yếu để anh em đấu hạng này kia thôi, leo rank rồi thôi. Chớ đi đánh PvE hay là đánh cái khác thì không ngon nha, đánh boss đồ không ngon. Ồ giờ cắm tướng hả, giờ cắm gì đây ta? Cắm đại đi. Cắm Akenu đi. Ôi thôi lỡ cắm Kizaru luôn. Ok. Thôi rồi. Sẽ chọn Kobe Hempo. Rồi. Chọn Akenu hả? Đây. Đấy, rồi. Có đẹp rồi. Vô. Ok, chu cha. Đấy, cái này thì tuổi. Yeah, yo. Dọ. Ui cha, sợ quá cơ. Giết nó, Hemebo, đổi nhân vật. Hey, thấy nhìn dùng dao thấy thích hơn nè mọi người. Quá sao sao chạy. Dọ. Ui, cái chiêu này được hơn nè. Chiêu phụ bay lên chém này được nè. Hai, cái chiêu no. Thôi, hội đồng đó anh em, hội đồng đó, hai thanh niên ra. Thấy cha sợ vậy. Ô tò, no. Chết, nửa cái máu rồi anh em. Không ổn. Đấy, hội đồng ra. 2-1 cũng què à. Khá là khó chịu ha, cũng giống như bộ đôi ASL, bộ ba nhóc á. Mà bộ ba đó thì ghê hơn. Đánh ba thằng đánh một, mà còn này hai thằng đánh một thì sẽ không bằng ha. Đó, giết nó, đuổi theo, đó, hay lắm. Mày hả? Ý, sợ quá. Một. Thôi, cho. Mới đánh lần đầu luôn em, thông cảm nha. Em cũng sẽ không quen lắm. Ý, giết nó, đánh nó. Anh em đổi người qua liên tục vậy á. Nói chung, anh em đổi qua liên tục là được ạ. Ôi đánh hai đánh một mà yeah. thanh niên không biết đâu mà lận luôn. Cho đó này ai mày vậy? như thằng kia nó đánh Kobe phải không, còn thằng hai mấy bên tới đứa đánh tiếp. Khó chịu luôn. Ngon, đúng là 2-1. Dù nó đánh thằng này thì thằng kia vẫn còn mà anh em, vô đánh cái là thằng kia bị văng ra liền, dễ gì. Wow, đã nha. Đúng là bây giờ anh em nên chọn những tướng như này. Anh em leo, sử dụng mấy thanh niên này leo rank bao vê luôn. Ấy. Oh no. Toàn, rồi, không hy sinh rồi. Ấy, đừng còn tí máu. Ráng, con ba coi. Ráng con ba luôn, thử được không nha. Ấy. Trời ơi, tiếc. Không, nãy mà mình... Né tí là con thể con ba được á. Ok. Oh no. Wow. Ghê vậy. Nhường bạn tí thôi chứ. Nhường bạn tí thôi đó. Dọ. Trời ơi.
To là phượng hoàng Malo đây. Wow, chạy đâu né này. Ok rồi, win luôn, ngon lành. Chung cái tan bạn cũng yếu ha, tan bạn sử dụng nói chung chắc ban bạn mới chơi cũng khá yếu. Mình thì ít leo rank nên lane mình cũng khá là thấp nha anh em, chúng sẽ gặp những đối thủ khá là yếu. Dễ chơi. Ê, tại mình chủ yếu làm video hướng dẫn này kia mà không có leo rank. Rồi tiếp, ok thì dán này mình sẽ cắm cắm đại Marco đi, đúng rồi. Ê, ô ai đủ, mình sử dụng định sử dụng bộ ba ASL này mà, nhưng mà nó cắm rồi. Thôi sử dụng bộ này luôn, Nam Mi luôn, lâu rồi không đánh Nam Mi. Ok rồi, chủ yếu là trải nghiệm bộ đôi Kobe thôi cho anh em. Là nãy sử dụng chiêu nhất rồi phải không, giờ chiêu phụ thứ hai thử như thế nào nha. Vô à, đù căng anh em ơi, kèo căng đây. Sư phụ bữa nay Kobe gặp sư phụ luôn, ráp luôn rồi. Giờ đệ tử sao đánh lại sư phụ đây. À, ví dụ đánh lại sư phụ có được không, có sao không, sao không, có sao không, có sao không, đánh hội đồng luôn. Hôm nay hai thằng đệ tử đánh hội đồng sư phụ luôn em ơi. Có lỗi, tha lỗi cho cô nha sư phụ. Cho xin lỗi sư phụ. Ê, so sorry sư phụ, sorry sư phụ, đừng có buồn con nha. Ơi ý tức ghê đời ạ. À. Ý sư phụ mạnh quá, sư phụ mạnh quá, sư phụ mạnh quá. Ý sư phụ sao kêu ai ra dạy. Ơ giỡn rồi, không giỡn không vui sư phụ ơi, không giỡn vui rồi, không giỡn vui rồi, không giỡn không vui rồi, không giỡn không vui rồi. Ok ai hai sợ quá. Ý gì vậy, à, không để ý anh em ơi. Thôi chấp luôn, chấp sư phụ á. Nói chung bộ đôi này thì mình mới có đánh thôi, anh em cũng chưa đánh hay lắm, mình có gì anh em đừng có cười nha. Vô rồi, Kobe ra đập cái ông sư phụ hy sinh luôn. Sorry sư phụ. Ok tiếp tục. Sao hôm nay đánh với lão già không người ta, hôm nay đánh với già không anh em ơi. Ây, hôm nay đánh với mấy ông già không, chết thiệt. Hai thằng ra đánh. Oh no, oh no, 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 Kobe, Kobe, Kobe. Căng anh em ơi. Hai. Nam Mi gặp Nam Mi là toan rồi em ơi, ông ơi, ông ơi, con xin lỗi ông nhé. Ok ý gì ghê vậy, ok Nam Mi gặp Nam Mi là xác định rồi ông ơi. Hôm nay mấy đứa trẻ đánh mấy ông già tội quá nè mà. Á à, chọc ơi, gáy gáy gáy, chết chết chết. Ôi rồi rồi em giỡn, con giỡn. Ôi ôi sư phụ ơi, tha em sư phụ ơi, sư phụ, sư phụ, sư phụ ơi. Ấy 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 gì vậy, rồi sư phụ tự nhiên chỗ con đang phun sương, sư phụ bay vô chi vậy. Ok Akainu ha. À cha cha, nhầm nhầm. Ok sư... Ô ê ê, ok làm gì vậy, làm gì vậy. Ê, bấm tàng hình nè anh em, bấm tàng hình, bấm tàng hình. Ui chu cha, rồi xem xét nè. Đúng là Nam Mi thì 3S vẫn là đỉnh nha anh em, vẫn là best. Wow quá đã anh em, tướng 3S thì hiện tại khá là hiếm nha anh em, không biết khi nào quay lại vòng quay đây nè. Ô, sợ quá, sợ quá Akainu. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cho hai dòng bão tới luôn nè. Ô đầu hàng luôn.
Ok. Tiếp tục. Hệ này mình sẽ cắm Marco tiếp. Rồi. Đợt này thì mình sẽ... Đây. Này mình sẽ chọn đánh hội đồng ha. Quyết tâm mình chơi đánh hội đồng luôn em. Đấy. Đây mình chọn Akeno đây. Quên quên. Đấy Akeno đánh rồi. Ok. Đợt này mình sẽ chơi dùng đánh hội đồng thôi. Sử dụng lại chiêu phụ thứ nhất này. Thấy ok hơn nè. Rồi. Vô. Oh my god, cha. Đội bạn cũng khá là càng đấy. Và bạn có lẽ là trùng Aoki đấy. Ok. Liệu rằng thượng sĩ có đánh với đô đô đốc hay lại không đây? 2 đến 1. Chẳng lẽ đánh không lại? Vô hội đồng đó. Vô. Ê, ê, ê. Hãy chơi kỳ bộ. Chơi kỳ vậy. Yeah. Hay lắm. Trời ơi, chưa phụ được nè, chưa phụ thứ nhất. Ok nha anh em. Ý, mất chiêu rồi. Đánh nó, hội đồng nó, hai thằng ra đánh hội đồng nó, lại là thằng này nữa. Ý. Wow ơi, không ổn anh em ơi. Nói chung Kobe này mình phải luyện tập thêm anh em à. Nói chung đánh cũng được. Nãy giờ mình đánh cấu máu tụi nó quá trời rồi. Nói chung ok mà. Vô, ê, mình phải cố gắng mới được. Phải cố gắng giết nó được. Ơi trời ơi, nó chơi nó chiêu cơ thằng lòi xo ra chứ không là nó cũng xác định mà rồi, nhưng không sao, chấp bạn một mạng luôn đó. Vô tiếp tục hội đồng. Nói chung cái tập này thì mình đánh hội đồng anh em ạ. Sử dụng những tướng hội đồng đánh thôi. Vừa rồi là bộ đôi Kobe vào Kobe Mepo, này là bộ đôi nhóc xây quậy ASL Luffy A Luffy với lại Sabo. Cho này thì mạnh rồi. Đây là những toàn những tướng miễn phí không nha anh em. Mình xài là những tướng miễn phí không đó. Bộ đôi nhóc siêu quậy này, AL này thì quá mạnh rồi. Quá bá luôn rồi anh em. Đi hạng quá bá luôn. Ai gặp cũng đầu hàng, anh em nào có thể xem. Xem những tập trước của mình làm về bộ ba này rất là nhiều. Gặp, ai gặp bộ ba này cũng đầu hàng hết nha. Ê, 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 ê. Này rất dễ đánh nữa. Anh em thấy hiện lên cái chiêu gì nè, anh em bấm rớ là đánh à. Đối thủ thì không biết đánh thằng nào hết, ba thằng đâu biết đánh nào chính đâu. Đánh lộn xạ. Ai à. Ok, tiếp tục. Mình hắc à. Ấy ấy ấy. Đấy. Ôi 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 ôi. Sợ quá cơ, sợ quá cơ. Do. Rồi luôn, ngủ luôn, ba thằng ngủ luôn nghỉ. Ấy. Mình hắc này cũng ghê hết. Hết chiêu rồi, khó chiêu rồi. Ok, mở chiêu bài rồi. Rồi, biết nào đâu đánh. Biết nào đâu đánh. Vô. Đó. Mình văng hai kia vẫn còn nha. Ý, ủa bấm lộn gì vậy? Chết. Ơi bấm lộn gì vậy? Kệ, không sao, vẫn còn được. Thôi, kèo này cũng căng nè mà. Đối thủ cũng là cao thủ mà, vậy thôi. Ghê vậy. Ai dù cha sợ quá cơ. Ý. Ê, đừng nói thua nha. Ê. Ê. Akenu. Akenu làm gì vậy Akenu? Akenu. Ai. Kỳ kỳ nha bạn. Rồi luôn, tới công chuyện luôn em ơi. Hên quá. Wow. Rung quá em ơi, tưởng thua cái nhục luôn á. Nhục thúi đầu luôn. Ok, thì chắc mình sẽ kết thúc cái video này tại đây ha. Nói chung thì mình vừa rồi thì trải nghiệm cái video này á. Chủ yếu là trải nghiệm Kobe, bộ đôi Kobe và Mepo. Cho anh em xem. Đây là tướng miễn phí hệ S ha. Nói chung anh em nhận miễn phí mà, nên em cứ nhận để anh em đánh hạng này kia cũng ok đấy anh em. Ok, anh em sử dụng bộ tem mà đánh hội đồng như thế này cũng khá là bét ha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Nhớ like và chia sẻ video giúp mình, như đăng ký kênh để xem những video mới tiếp theo. Bye bye.